bắt mấy quả đi rồi. Thấy cả đống người này. Quất quất quất. Quất quất. Xin chào cả nhà nhé. Xin giới thiệu cả nhà cái vườn bưởi hôm nay mình thu hoạch đấy. Vườn bưởi này là 5.000 m, 4-5.000 m đấy, diện tích cũng không nhớ rõ. Hôm nay bắt đầu tiến hành thu hoạch. Đây là mấy cây đầu vườn nên cái quả nó ít ít thế này thôi nhá. Nhưng mà rất là nhiều đây. Đấy. Mình quay cái video chơi chơi thôi để giải trí thôi nhá. Các bạn tham khảo vườn bưởi của mình. Bưởi năm nay thì giá cả cũng không được cao nhưng mà cũng không thấp lắm. Đây là bưởi giống trái dài. Dài nhá. Dự kiến cái vườn này có chắc cũng khoảng 4-5.000 quả đấy. Quả đẹp không? Đấy. Bên này thì lại khác. Nhiều lắm cả nhà ơi. Quả khủng luôn, toàn quả to. Đấy, toàn cây đẹp luôn nhá. Đấy, mọi người bắt đầu thu hoạch cái luống này nhá. Đấy. Đấy, đây là quả trái tròn này. Nhiều thế, để đóng bao. Vườn bưởi này khủng khiếp luôn cả nhà nhá. Tốt. Cây quá tốt luôn. Đứa này hình như là cũng là đứa quả thứ 4, thứ 5 gì đấy. Không nhớ rõ. Đây là vườn của chị. Đấy, đây là trái dài. Chưa nhà ơi. Đây. Trái dài nhé. Cây toàn cây to. Cây vĩ đại. Hôm nay là toàn anh em nhé. Toàn anh em đến làm giúp thu hoạch bưởi. Rồi, kiếp cây tùm luôn. Có nhiều cây sai lắm. Bưởi này quá rộng. Đây, đang đóng bưởi. Bưởi gì đấy bác ơi? À, bưởi chín sớm à, ăn sớm à. Với giá mua tại vườn là bao tiền một quả đấy? 15.000 một quả nhá. Đấy. Ui xì, quả. Đây, úi dồi ôi.
bưởi nhá cả nhà ơi. Chuyên bưởi này, bưởi soi Hà với bưởi trái dài nhá. Đây là vặt tổng hợp luôn, vặt tổng hợp luôn đấy. Đấy. Đâu cây nào sai không? Đây. Úi dồi, quả sai. Quả sai mà to. Ôi, cây này rậm quá. Cây này rậm. Cây này nhiều quả quá. Nên là trái dài đấy, còn quả to. Ui. Siêu sai luôn. À, cây này biết tại sao nó tốt rồi. Nhiều quả không. Bưởi này là nhà chị mình là không chăm sóc được nhá, cho nên là bưởi rất là sạch. Không có thuốc thiết, không thuốc thang gì đâu. Bởi vì là cái vườn ở trên núi nên là không chăm sóc được. Không chăm sóc được nên nó rất là sạch. Cây bưởi này quá sai mà quá nhiều quả. Quả bưởi đấy phải cân rưỡi nhỉ? Cân rưỡi nhá. Đây, cây này quá to luôn. Đấy, 2 cân à? Ui, đá nhờ. Nay dương lịch đang là mùa 6-7 tháng 11. Còn âm lịch thì khoảng âm lịch thì là không biết bao nhiêu tháng 9. Ngoài 20 tháng 9 rồi, không nhớ ngày. Vườn bưởi rất sai luôn. Vườn bưởi này của mình hơn 4.000 mét. Mọi người nhìn là không làm được, cho nên cây gì nó tự nhiên. Trước là trồng sen chè, nhưng mà 2-3 năm nay phá vào chè. Phá vào chè nên cây nhiều, cái cây chè khô. Nên bưởi bây giờ nó kín tán rồi. Không còn nên cỏ chả mọc. Bưởi siêu ngon. Ngon nhỉ. Không biết được giá. Này, cây này thì rất là sơ xác thôi, nhưng mà quả thôi rồi đấy. Ui ui, quay lưng ở Cát Bà Express đi vặt bưởi. Đây nhá, Cát Bà Express đi và hái bưởi này để phục vụ trái cây ngon trên du thuyền này. Lan Hạ. Đây, cho mọi người xem quả này. Này. Ui, phê quá luôn nhá. Phê quá luôn này. Vặt nhá. Mình một tay cầm điện thoại, một tay vặt hơi khó. Đấy, ôi xổ, quả bưởi bị mãn chưa? Sao mà to thế nhỉ? Quá to luôn quả bưởi. Đẹp thật. Bưởi này bưởi trái dài này. Gần rễ tre các bạn, gần rễ tre cho nên là nó cây nó xấu hơn.
đuổi bưởi này chắc trồng được khoảng hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi bạn ạ. Nó cũng được bói được khoảng 5-6 năm gì đấy. Úi dồi, cây này trái dài này, phê chưa? Cây trái dài này, nhiều quả, phết. Quả nó lủi hết trong thân cây nhá các bạn nhé. Mùa thu hoạch bưởi. Không cần đếm luôn. Không cần đếm luôn nhá, cả nhà nhá. Bây giờ hái xong về bắt đầu mới nhặt loại nhá. Loại 1, loại 2, loại 3. Đây. Xin một quả. Xin một quả về ăn thử nhá. Đây, lấy quả này về ăn thử. Đây, bộ test thử quả bưởi nhá. Quả này bưởi này là bưởi soi hà. Bưởi này không chăm sóc được chứ nên chẳng không tưới nước, đất đổi, không tưới nước, không tưới được nước, nhưng cũng rất bãi thì chăm được chất lượng thôi. Đều rất là đều và ngon. Này nhìn tôm thấy không? Tôm rất là róc vỏ nhá. Nhìn này múi đều hơn các loại bưởi. Ngon úi tôm. Úi trời. Nhìn tôm đã ngon, ăn thử xem là độ ngọt đến đâu. Nước thì quá nhiều rồi, rất là róc nhá, rất là róc này, rất là róc. Ngọt, ăn được, rất ngon. Nói chung là với quả bưởi này mà giá bán như vậy thì cũng hợp lý. Ở Hà Nội mà bán tay người dân thì không biết bao nhiêu tiền quả này. Bưởi này nó hay cái là nó róc vỏ nha các bạn nhé. Róc chưa? Thấy không? Quay sang mọi người. Rất là dao róc nha. Đẹp. Rồi. Quá đẹp luôn. Ngon. Ngon chất lượng. Đây, mùi bưởi rất là róc vỏ. Bóc một cái mà nó róc như thế này. Thấy không? Đẹp không? Quá ngon luôn. Đó, bỏ hạt để ăn thử rồi. Mình quay cái video hôm nay là thu hoạch cái vườn bưởi trái dài mới bưởi soi hà nhá. Quay giải trí chơi chơi thôi. Để cho anh em ngắm thôi.
Còn mỗi nơi có một cách làm, có một giống bưởi khác nhau. Cho nên là mình cũng không nói ngon hay quá ngon hay như thế nào cả. Chỗ mình thì cái cây này trồng nó cũng dễ lên và dễ chăm sóc, cho nên là mình trồng bưởi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đây nhá, kết quả sản phẩm của buổi sáng nay nhá. Đấy, buổi sáng nay vặt bưởi đấy nhá. Đấy. Đây. Tiến ơi. Bưởi này. Con dao nó sáng đâu nhỉ? Đấy. Bưởi. Lấy con dao nhá. Gần 150 bao các bạn ạ. Gần 150 bao nhé. Thấy không? Bưởi lốc ngốc hết. Đấy, mùa thu hoạch nhé. Thế là hết vườn nhé. Đây, cả một cái vườn, một cái rừng. Dưới chân núi Ba Vì. Cả một rừng. Công nhân đi hái bưởi về nhé. Quá nhiều luôn. Thế sau khi ăn cơm trưa xong nhé, thế gia đình bắt đầu cho lên xe tải để chở đi chợ. Ba đường qua bao nhiêu nhỏ vừa nãy à? Kín xe nhá.